Thân ái chào tất cả các em học sinh khối 7 trường Trung học cơ sở Chu Văn An quận 11. Ta sang bài 2 cộng trừ số hữu tỉ. Một nhỏ cộng trừ hai số hữu tỉ. Ta đã biết mọi số hữu tỉ viết được dưới dạng phân số, trong đó tử và mẫu là những số nguyên, mẫu khác không. Nhờ đó ta có thể cộng trừ hai số hữu tỉ bất kỳ x, y bằng cách viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương để áp dụng quy tắc cộng trừ phân số. Ví dụ, với số hữu tỉ x ta có thể viết được dưới dạng gì? Phân số a phần m. Số hữu tỉ y viết được dưới dạng phân số b phần m. Vậy ta có số hữu tỉ x cộng y sẽ bằng gì? Phân số a phần m cộng phân số b phần m. Áp dụng quy tắc cộng hai phân số. Mẫu giữ nguyên và tử cộng tử mẫu giữ nguyên bằng a cộng b phần m. Tương tự x trừ y thì có thể thành gì? Phân số a phần m trừ đi phân số b phần m và tử trừ tử giữ nguyên mẫu. Rồi phép cộng số hữu tỉ có các tính chất phép cộng phân số, giao hoán, kết hợp cộng với số 0 mà mỗi số hữu tỉ đều có một số đối của nó. Để hiểu rõ hơn về phép cộng, ta sang ví dụ a nhỏ trừ 7 phần 3 cộng 4 phần 7. Bước 1, ta quy đồng hai phân số cùng mẫu dương. 7 và 3 có mẫu chung là 21. Trừ 7 phần 3 quy đồng thành trừ 49 phần 21. Dấu cộng hạ xuống. 4 phần 7 thì quy đồng thành 12 phần 21. Cộng hai phân số cùng mẫu dương, tử cộng tử giữ nguyên mẫu, trừ 49 cộng 12 phần 21. Kết quả bằng trừ 37 phần 21. Câu B, trừ 3 trừ đi trừ 3 phần 4. Bước 1, ta quy đồng. Mẫu chung là 4, trừ 3 quy đồng thành trừ 12 phần 4. Dấu trừ hạ xuống, trừ 3 phần 4 giữ nguyên. Dấu trừ ta đặt lên trên tử. Trừ 2 phân số cùng mẫu. Ta lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. Trừ 12 trừ đi mở ngoặc trừ 3. Đóng ngoặc. Kết quả bằng trừ 9 phần 4. Chấm hỏi 1 tính a nhỏ 0,6 cộng với 2 phần trừ 3. B nhỏ 1 phần trừ 3 trừ đi trừ 0,4. Ta giải quyết câu A trước. Bước đầu tiên ta đưa gì? Số thập phân về dạng phân số và gì? 2 phần trừ 3 đưa tử mẫu dấu trừ lên trên tử. Rồi ta quy đồng thì 3 phần 5 và trừ 2 phần 3 mẫu chung là 15. Ta quy đồng. Hai phân số này cùng mẫu dương rồi thì ta gì? Tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 9 cộng với trừ 10 bằng trừ 1. Kết quả bằng trừ 1 phần 15. Câu B. 1 phần trừ 3 trừ đi trừ 0,4. Ta cũng tương tự như câu A. Bước 1 ta đưa gì? Mẫu dương. Đưa về mẫu dương và gì? Phân số. Kết quả bằng trừ 1 phần 3 trừ đi trừ 2 phần 5. Bước tiếp theo ta quy đồng hai phân số. Bằng trừ 5 phần 15 trừ đi trừ 6 phần 15. Tử trừ tử giữ nguyên mẫu trừ 5 trừ đi trừ 6 bằng dương 1. Kết quả bằng dương 1 phần 15. Tương tự trong tập hợp các số nguyên, trong tập hợp các số hữu tỉ cũng có quy tắc chuyển vế. Ta sang phần 2 nhỏ, quy tắc chuyển vế. Khi chuyển vế một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta đổi dấu số hạng đó với x, y, z thuộc quy. Ta có x cộng y bằng z thì x bằng z trừ y. Số hạng y
ở vế tay trái so với dấu bằng chuyển sang vế tay phải so với dấu bằng thì chuyển dấu từ dấu cộng sang thành dấu trừ. Để hiểu rõ hơn các con sang gì phần ví dụ. Trừ 3 phần 7 cộng x bằng 1 phần 3. Ở đây x sẽ bằng 1 phần 3 cộng với 3 phần 7. Số trừ 3 phần 7 ở vế tay trái chuyển sang gì vế tay phải thì dấu trừ đổi thành dấu cộng. Tiếp theo ta quy đồng ta tính bằng 7 phần 21 cộng 9 phần 21. Kết quả bằng 16 phần 21. Ta sang chấm hỏi 2. Tìm x biết. A nhỏ x trừ đi 1 phần 2 bằng trừ 2 phần 3. X ở phía dưới tay gì? Trái giữ nguyên dấu. Trừ 2 phần 3 ở phía tay phải giữ nguyên dấu. Anh trừ 1 phần 2 này ở phía tay trái thì chuyển sang phía tay phải đổi dấu. Trừ đổi thành cộng. Kết quả trừ 2 phần 3 cộng 1 phần 2. Bước tiếp theo ta quy đồng. Cộng hai phân số cùng mẫu. Từ công tử giữ nguyên mẫu. Kết quả ta là trừ 1 phần 6. Câu B. 2 phần 7 trừ đi x bằng trừ 3 phần 4. X ở đây vế tay gì? Trái ta giữ nguyên. Nhưng trước x đó là dấu trừ thì ta giữ nguyên dấu trừ. Trừ x bằng trừ 3 phần 4 trừ đi 2 phần 7. Cái số 2 phần 7 đây ở vế tay trái thì chuyển sang vế tay phải. Trước nó không có dấu là dấu cộng. Đổi thành dấu trừ. Tiếp theo ta quy đồng. Trừ x bằng trừ 21 phần 28 trừ đi 8 phần 28. Trừ x bằng trừ 29 phần 28. X bằng 29 phần 28. Ngoài ra có thể kiểm chứng bằng cách muốn tìm gì? Số trừ, ta lấy số vị trừ, trừ đi hiệu. X ở đây đằng sau dấu trừ thì là số trừ. X tôi sẽ bằng số vị trừ là 2 phần 7 trừ đi, trừ 3 phần 4. Tiếp theo ta quy đồng. Và kết quả ta cũng bằng 29 phần 28. Chú ý, trong quy ta cũng có những tổng đại số, trong đó có thể đổi chỗ các số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý như các tổng đại số trong Z. Để hiểu rõ hơn, ta vào bài 10, sẽ qua trang 10 cho biểu thức A. Hãy tính giá trị biểu thức A theo hai cách. Cách 1, trước hết tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc. Cách 2, bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp. Ta đi vào cách 1. Cách 1, trước hết tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc. Và ngoặc thứ nhất có mẫu chung là 6. Ngoặc thứ hai cũng có mẫu chung là 6. Ngoặc thứ ba cũng có mẫu chung là 6. Vậy ngoặc thứ nhất ta quy đồng như sau. 36 phần 6 trừ đi 4 phần 6 cộng với 3 phần 6. Trừ đi ngoặc thứ hai ta quy đồng được thành 30 phần 6 cộng với 10 phần 6 trừ đi 3 phần 9 phần 6. Trừ đi ngoặc thứ ba 18 phần 6 trừ đi 14 phần 6 cộng với 15 phần 6. Ta tính từng ngoặc ra. Ngoặc thứ nhất, 36 trừ 4 cộng 3 là 35, kết quả 35 phần 6. Trừ đi ngoặc thứ hai. Ngoặc thứ hai là gì? 30 cộng 10 trừ 9. Kết quả là 31 phần 6. Trừ đi ngoặc thứ ba. 18 trừ đi 14 cộng với 15 bằng 19, kết quả bằng 19 phần 6. Ba phân số này có cùng mẫu rồi. Ta lấy 35 trừ đi 31 trừ đi 19, kết quả trừ 15 phần 6. Ta rút gọn được trừ 5 phần 2. Vậy ta đã xong cách 1. Ta sang cách 2. Cách 2.
Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp. Ở ngoặc thứ nhất không có dấu hay chính là dấu cộng thì ta giữ nguyên dấu của số hạng. Ở ngoặc thứ hai và ngoặc thứ ba trước ngoặc có dấu trừ thì ta phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc, dấu cộng thành dấu trừ thành dấu cộng. Bước tiếp theo, ta nhóm những số nguyên vào với nhau. Và gì? Ngoặc thứ hai ta nhóm những cái phân số có mẫu là 2. Nhóm thứ ba ta nhóm gì những phân số có mẫu là 3 vào với nhau. Ngoặc thứ nhất kết quả là trừ 2, ngoặc thứ hai kết quả là trừ 1/2, ngoặc thứ ba có kết quả là 0. Rồi bước tiếp theo ta quy đồng. Kết quả ta là trừ 5/2 hoặc chúng ta ghi là gì? Trừ 2, 1/2 cũng được. Hai cách làm đều có kết quả giống nhau. Vậy thì ta tùy xem ta chọn cách nào để hợp lý hơn, cách nào nhanh hơn. Trong trường hợp này, ta thấy cách 2 là nhanh hơn. Về nhà các em làm bài tập 6, 7, 8, 9, sách giáo khoa 110. Cảm ơn các em đã nghe giảng. Chúc các em học tốt.